Bây giờ nếu mà em dùng cái tab đây chạy cái dạng như này, như tốt ta thì cái kia là tab bình thường đúng không? Ở trong cái address nó hay tên là extra tab control, em kéo ra bình thường. Ở nó thuộc cái mục là navigation NAL ấy, có cái extra tab control đây, em kéo ra. Đấy. Tận lên trên đi. Ờ, ít chặt đã còn chôn. Đây. Đây, chạy trốn rồi. Lúc cái tuần tận trên rồi. Đấy giờ nếu mà bị em nào mà kéo nó không ra, không kéo được chuẩn ấy, có thể vào cái thuộc tính của nó này, ở bên trên này. Đấy. Sau đó là chỉnh location của nó này. Nó đang bị âm, nó sẽ bị nổi vì sao mình không chỉnh được đúng không? Em chỉnh đến về dương, chỉnh đến 30 này, 30. Đấy, nó tự thay đổi cho mình. Đấy. Một cách khác có nhiều khi nó bị nổi thì đấy nó kéo, nó bị âm thì sao mình không kéo được. Mình mở cái thuộc tính của nó ra. Ừ, xong chỉnh thuộc tính location của nó. Đấy, location em đền giá trị dương của nó là được. Rồi. Bây giờ các em cũng làm như các control lần trước. Các em hiện thì cho nó phi hết này. Chỉnh thuộc tính đốc cho nó. Đấy, đốc cho bằng phi này. Đấy. Đấy, sau đó nó về bình thường rồi. Đúng vị trí rồi. Chạy thử nhá. Đấy. Tiếp theo này, bây giờ mình đặt tên cho nó là giới thiệu này. Cả cái tag phát viên là đặt tên là tag content này. Ở chỗ này tag tên cái phim bên trên này. Đây. Chỉnh cái tích tag cho nó. Đây. Video đây là giới thiệu. Đây. Bây giờ còn một vấn đề nữa. Đó là các em muốn hiển thị ký dấu X cho người ta còn tắt đi. Lúc đấy các em chọn là tag control. Đây. Sau đó các em tìm thuộc tính của nó là kernel tab kernel page button show mode. Đấy, mình chỉnh thuộc tính cho nó. Đây, có danh sách các lựa chọn cho mình. Đây, in tab control header này. Rồi là đây là in on tab page header, tức là hiển thị nội X trên tất cả các cái tab page của mình. Nhưng thường thường mình chỉ muốn là cái trang này được chọn thì mình biết cái cho hiển thị nội X. Khi ấy thì các em sẽ dùng cái thuộc tính của nó, giá trị là in active, tức là cái hoạt động. Đấy, in active tab page header thì cái nào được chọn thì có dấu X. Chạy thử coi nhé. Đấy. Đó là extra tag control. Đấy. Nhưng mà mình click vào dấu X không hề có hiện tượng gì cả đúng không? Đấy. Bởi vì mình cái này phải bảo là phải cài cho nó. Nhưng mà cái button các em kéo ra thì không biết sự kiện click vào nó chỉ chơi chơi thôi. Em muốn làm gì để click viết code cho nó. Đấy, bây giờ giả thử nút code cho cái này click và tắt đi. Em làm đơn giản. Thế cái tab giới thiệu đỡ trống kéo cái picture box ra nhé. Picture box em hoàn toàn dùng cái ngày xưa picture box của Windows được. Picture box ra này, nó đỡ trống. Chọn ảnh cho nó. Chọn lên cái ảnh này nè. Cho phim nét này. Cho phim nét này nè. Đấy. Đọc. Còn cái này không sao đọc nữa. Để cho kéo dài nữa. Em đây. Chọn vào tab control này. Sau đó tìm thuộc tính của nó là kernel page button show mode.
cờ nâu page button sơ mốt của extra tab control, chọn in active tab page header. Cái này neo sau đó đây, một giây bốn tía thì nó cả dạng đẹp đó. Được. Đấy, thấy chưa? Mở rộng rồi đấy. Bây giờ mình tắt nó chịu tác dụng đâu. Tiếp theo giờ các em muốn tắt được cái này đi, các em viết code cho nó, code ngắn thôi. Đây. Chọn là extra tab control này. Đây. Lúc đó thuộc tính các em chọn vào control nào thì ở bên cái protein nó hiện đúng control đấy nhá. Các em phải nhớ thì các em có thể làm. Đây, anh chọn vào cái bên này nó ghi là extra tab control. Chọn bên trong nó ghi là extra tab page. Các em chọn đúng extra tab control như này. Sau đó tìm đến thuộc tính sự kiện event này. Đấy. Bây giờ cái sự kiện đóng của nó chính là cái kernel. Kernel button click. Kernel button tức là cái nút có dấu x, nó gọi là kernel button. Cái click tức là mình khi người ta kích vào, em kích đúng cái sự kiện. Đấy. Bây giờ để xóa được cái tab thì mình biết là người ta đang chọn tab nào. Để cái mình lấy được cái tab đang chọn ấy, trong ở trong dev nó có thuộc tính sẵn với tab control rồi. Cái tab của control anh tên là tab content. Content này. Muốn lấy được cái tab đang chọn em chấm select. Select là tên là lựa chọn đúng không? Nên là đã chọn thì là selected. Selected. Đây. Khi selected thì nó sẽ hiển thị cho mình hai cái chọn. Đây. Selected tab này. Một cái là selected tab page. Tức là nó trả về cái trang được chọn theo dạng tên. Ví dụ là các em có quyển vở. Nó có trang ABC. Mình là selected tab page nó bằng A thì là trang A đúng không? Trang B bằng B. Còn cái bên dưới index tức là theo thứ tự của nó là thằng B là số 1 chẳng hạn, thằng A thứ 2 thì khi lấy được thằng 1 thì nó xóa được thằng 1 đấy ra, và lấy được thằng 1 đấy ra. Còn cái thằng tên A lấy thằng tên, tức là có hai lựa chọn cho mình, một cái là lấy lựa chọn theo tên, còn một cái là chỉ số. Nên tên tức là thằng nào được chọn A B C, còn chỉ số là thằng thứ mấy được chọn, thằng 1 2 3 hay 4 vân vân, được chưa? Đấy, đây theo tên này. Bây giờ khi mình biết được cái trang là được chọn rồi, tức là cái page được chọn đấy, em muốn xóa đi thì chỉ cần dùng cái tên của cái tab control đấy, tức là tab content này, sau đó này chấm tab page. Đấy, ở bên đối thứ ba là tab, còn bên này là tab page, tức là tổng hợp các trang. Em muốn xóa thêm vào dùng add này hoặc add ra này. Thế còn xóa là remove, tức là xóa bỏ đúng không, gỡ bỏ, như kiểu là trong cái win có cái remove với một đen ấy. Đấy, trong này cũng thế, remove mình đơn giản gỡ đi, xóa đi thôi. Thì em chọn remove này, đây có hai cái remove và remove add. Thì nó tương ứng trường hợp của mình là đi select tab page và select tab page index. Nếu các em muốn xóa nó theo tên ý, thì các em chọn hàm remove. Đây, remove thế này. Bên trong là truyền cái tab còn xóa. Đây. Còn trường hợp mà các em muốn xóa theo tab index ý, theo chỉ số thằng thứ mấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đấy, thì các em chọn tab page này, sau đó remove này, remove ất. Remove ất này, bên trong nhìn thấy cái tham số của nó là in index, tức là theo cái thứ tự chỉ số là bao nhiêu. Đây, chỉ số của mình theo lựa chọn là tab content này, chấm selected tab index. Đấy. Cả hai cái được gọi thì có tác dụng đều như nhau, nhưng thường thường dùng cái theo tên này thì một số trường hợp các em nhìn sẽ trực quan hơn là theo chỉ số. Chỉ số mình sẽ không biết là thằng này có bao nhiêu, khoảng 1, 2, 3. Còn theo tên nó tên là ABC nó dễ hơn đúng không? Cũng giống như người ta gọi theo kiểu là tên 10 cái chứng minh thư các em sẽ không biết là nó là 0, 1, 0, 6 gì đấy. Nó khó, còn theo tên ngay lập tức mình biết luôn rồi, không phải tra lại nữa. Bây giờ chạy cả hai được nhiều thôi, em thích dùng cái nào cũng được, em dùng cái theo timu và tab page nhé. Để dùng được. Ôi trời, sao hết pin rồi, có pin mượn tắt này đấy không? Đây xóa hết này. Lâu dài đấy, có pin. Bây giờ giả sử như các em muốn là cái giới thiệu của mình không cho người ta tắt thì có hai cách. Một là trong cái nút code cho người ta xóa, các em kiểm tra xem là cái tab người ta chọn có phải là cái giới thiệu hay không. Cách thứ hai là mình không cho hiển thị cái dấu x, tức là cái đây này, khi mà kích cái giới thiệu này thì mình không hiển thị x, tức là người ta không tắt đúng không, không có cách nào để tắt cả. Để làm cái cách đơn giản là không cho người ta tắt thì em chọn vào cái tab page đấy, một tí này. Đây, cái này chọn feature bao full hết này, các em phải dò cái danh sách thuộc tính này để tìm lại extra tab thêm một này. Đây, tụi đây các em nhìn là tab giới thiệu nè, tab tên
pin sô đi được ạ. Đấy. Có cái thuộc tính của nó là sâu kernel button. Đây. Em chỉnh vào cái thuộc tính là sâu kernel button. Khi các em để là bằng true thì nó hiển thị cái nút x cho mình. Nếu như các em để bằng false thì tức là x mất đi. Đấy. X mất đi thì người ta sẽ không có cách nào mà tắt cái đi cả. Đấy, trường hợp mình chọn thuộc tính đơn giản nhất là như thế. Nó xem còn cái thằng này có cái kernel để tắt đâu, thằng này không có cái dấu x để tắt cả, có cái cánh thôi. Đấy. Thế còn trường hợp khác các em muốn kiểm tra xem code cũng được. Mình dùng cái sự kiện này này. Cái mặc định nó ra đầu tiên nó mặc định từ không đúng không? Các em muốn kiểm tra này. If này, tag content này, chấm setup bên đây này. Mà nó bằng không chẳng hạn. Thì nó bằng cái đầu tiên đúng không? Các em kiểm tra nó khác không thôi, khác bằng không. Thì ok em mới remove cái tag đấy. Đấy, trường hợp mình để vấn đề lỗi cho nó nên mình không cần tab. Bây giờ thêm một cái tab nữa nhá. Này. Bây giờ thêm tab nữa thì có vấn đề nữa là giả sử bây giờ các em người ta chọn cái tab cuối cùng này. Các em muốn là khi người ta tắt cái tab cuối cùng là đi thì cái thằng ngay liền kề nó được chọn đúng không? Đấy. Bây giờ anh chạy ba cái chưa viết code thì nó sẽ như thế nào. Đấy, happy nè. Đây. Tab đi này. Thì nó sẽ mặc định thằng đầu tiên được chọn. Nhưng mình muốn thằng liền kề ngay trước nó được chọn cơ. Tôi lấy kèm viết code. Lấy là cái chỉ số. Đấy. Lúc này dùng theo cái kiểu mà index này có tác dụng. Chỉ số này index cái này chắc các em nghe nhiều đúng không? Chứng khoán thị trường các em dùng index làm ra một cái bảng dài dài này. Khai báo ví của index này. Sau đó này, tab content này, chấm xem từ tab index. Nó sẽ trả về kiểu in, tức là lấy đúng cái tab bao nhiêu được chọn, 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Nó sẽ được 0 nhé. Đấy. Sau đó này, các em dùng demo để xóa đúng index đi. Đây, xóa đúng khoảng ở index này. Đó. Tiếp theo đấy này, vì mình kiểm tra cái đoạn nó khác không rồi, thật chất là lớn hay không, mình không cho cái xóa mà cái tab đầu tiên đi. Cho nên nó xóa cái tab nhỏ nhất, có index chỉ bằng 1 thôi. Cho nên các em muốn chọn cái thằng trước nó thì cần là cái index trừ 1 đúng không? Em gắn lại cái thuộc tính trên được cho nó. Tab content này, chấm xem được, tab tên đây này. Đây. Cái này có cả get và set. Get có nghĩa là lấy về, còn set là thiết lập cài đặt như setup ấy. Em muốn thiết lập cho nó bằng cái nào thì em chọn ở đây. Muốn chạy bằng cái mà người ta vừa gỡ đi nhưng mà trước cái đấy. Cái thằng người ta tắt cái tab bằng 10 thì cách trước đó là 9 đúng không? Các em cần bằng cái index này là cái index là cái người ta gỡ này, nhưng cái trước đấy sẽ là trừ đi 1 đúng không? Đấy, thế là xong. Đấy, chạy thử. Không, nó có mặc định nhỏ tên là 0 này, 1 này, 2 ở từ cái đầu tiên được em vào, từ trái sang phải. Đây là sửa anh tắt cái tab 1 không, thằng này được chạy luôn. Còn cái đầu tiên không cài, nó chạy. Hả? À? Không, nó sẽ chạy theo thứ tự nó thêm mà, index nó thêm rồi. Ok chưa? Đây. Bây giờ anh hướng dẫn em làm cái cờ giờ kia này. Tức là làm nó chạy kiểu này. Đây, tức là mình tạo cho kia ban đầu mà cho nó chạy đây. Mình chọn máu thay đổi này. Đây. Chọn nó thay đổi này. Chọn nó một tuần này. Đấy, nó thay đổi theo. Chọn nó một ngày. Hả? Ừ, cái chỗ em tăng. Ừ, chọn rồi đó. Ở cái phương thức này. Bây giờ để dùng cái skin này, đầu tiên em thêm một cái cho người ta chọn như bên kia. Có hai chỗ mình thêm được nhẹ nhàng. Chỗ đây này, ở trên này này. Thông thường vào bên trái là dễ. Em vào đây chú ý chỗ này này, tí nhìn luôn này. Click vào cực phải này, chọn vào add menu. Để mình thêm cái cho người ta chọn skin. Đặt tên cho nó là 3 menu hay là có tên gì đấy. Và em đặt là 3 menu này. Menu. Tiếp theo, vấn đề quan trọng đó là các em phải dùng tham chiếu những cái không gian tên khác thì mình gọi được cái skin đấy. Đây. Để tham chiếu các click chuột phải này, chọn add này.
vào ngay cuối dãy, kích phải dãy chọn Android này, hoặc trong cái mục này có Android các em kích chuột phải này, chọn Android này. Đây, chọn đến tab.net. Chọn đây này. Ok, bị đau. Sau đó này, các em tìm đánh gõ chữ D đấy để nó tìm S cho nhanh. Gõ chữ D này. Cái skin nó có hai cái này. Đây. Dev X và Dev này, chấm bonus skin này. Một cái là office skin nữa. Các em ấn cancel để chọn hết cả hai thôi nha. Đây. Dev X và Dev chấm bonus skin. Còn một dưới là Dev X chấm office skin. Ấn cancel chọn hai cái. Oh, ok. Đây. Chỗ này phải ấn thêm hai cái đây. Rồi. Gọi ra mình muốn dùng được em vào cái file group của em. Đây. Vào file program.js mở ra. Mình đăng ký cho nó. Mình đăng ký sử dụng ấy. Gọi nó ra. Đầu tiên cho này em UC một cái là UC này. Dev của ra này. Đây. Xong chưa? UC dev này. Làm user team. Đấy. Rồi. Cái chỗ dưới này đăng ký là gì của em nhỉ, tiếng Anh ấy, digital đúng không? Đấy, con nhớ cái hang tên của mình mà dùng không? Đây này, ừ, hiểu đăng ký kết hôn thì cả mấy đôi bây giờ đây. Đấy, digital đây có hai cái này, bonus skin này, chấm office skin này, cho mình đăng ký hai con tên như thế, gọi nó ra thôi, mình gọi, mình tham chiếu rồi mình gọi nó ra, đăng ký này, bonus skin này. Đấy, chấm digiter có sẵn dưới này. Đây là công thức em đóng một đơn sau đó. Office key này. Chấm digiter. Rồi. Đây là công việc đăng ký xong. Đấy. Bây giờ code cho nó. Các em gọi cho sự kiện form đó, tức là khi form mình được tải lên lần đầu tiên. Vào sự kiện của form này. Đây nó mọi gì là form đó này. Click nút vào. Đấy. Chỗ này các em ưu sinh một số không gian, nó không gian tên như này. Đấy. Đây, ưu sinh mấy không gian tên này. Dev của dev.skin này, user skin này, xong một cái nook np này, một cái helper này, là bốn cái đấy, copy cả cái này được. Đây. Đoạn dưới này, các em có thấy không? Skin đoạn dưới này thì các em anh viết sẵn công thức rồi. Nó ngắn gọn thôi. Khai báo một cái biến tên là default nút np. Đấy. Đặt tên là default np này. Sau chỗ dưới các em muốn gọi chỉ cần một cái thế này này. Thẳng tạo cho nó trước này. Sau đó có các em I need pop-up menu. Chuyển cái menu bên trên của mình gọi bên đây. Cái tên em vừa thêm vào bên trên này. Đó là ba menu, nó chuyển bên trong này. Giờ cho nó chạy nhé. Hả? Có rồi. Nó ngắn thôi, tí nhìn đâu nhìn. Còn loan này. Đấy, bây giờ sự kiện form các em gọi cái hàm set skin này để nó khởi tạo kia cho mình. Đây thì hàm set skin này. Trên này có chưa? Đây. Đổ luôn cho mình đúng không? Rất là nhẹ nhàng. Thì vài dòng thôi. Đây. Đây các em để ý cái nền bên ngoài này. Cái gì nhỉ? Valentine này. Thấy chưa? Nó sẽ phân thân theo sau. Đấy. Để đầu tiên là các em dùng thêm một cái control, đó là user control. Tức là cái control do mình tự định nghĩa ra. Nó giống như kiểu cái kiểu bản ghi trong các ngôn ngữ lập trình và cung cấp cho mình ấy. Người ta dùng sẽ dùng để giúp mình là định nghĩa ra các kiểu dữ liệu mới mà các ngôn ngữ không hỗ trợ. Thì kiểu kiểu sinh viên này hay là kiểu cán bộ gì đấy mà các ngữ hầu như sẽ không có cái kiểu đấy, thì trường hợp này với control nó gọi là cái user control, tức là cái control người dùng tự định nghĩa
nó sẽ xây dựng từ các con dân có sẵn. Đây. Em có hết trong mà kế cho em ta chưa? Đây. Được chưa? Có chưa? Đây, phía chuột phải này. Chọn F này. New item này. Các em tìm đến cái tab X và tab này, user control. Chọn cái này thì lúc mình thay đổi cái kim nó sẽ thay đổi cái nền theo. Đấy, nhớ chọn cái này, nhìn cái thứ hai từ trên xuống. Đây là tab user control version 10.2. Đây, em dùng bản 10 nó có như thế. Bây giờ ghi là UC giới thiệu hạn. Đấy. Đấy. UC này mình có thể chỉ tóm một cái console bất kỳ thôi. Trên cái button Windows cũ này. Cho đủ mấy cái button nhá. Của Crypto là đốt lên 3 đây. Button X này. Cho hàng vào nhau so sánh này. Crypto này. Đây. Của Deathred đây. Đủ các bộ luôn. Và control này. Simple button. Đây. Đấy. Bây giờ các em add nó vào trong cái code. Dù cái hàm mà anh vừa có của em ấy, em tap đây. Khi chuột phải thu nhỏ code vào. Đấy chưa? Cô mình gọi là bây giờ cái phương thức kia nó ngang bằng các phần này, các em các cái paste ra ngoài các phần này. Trên xong mình nỗ đấy. Paste ở đây được, chỗ trống bất kỳ đây được, đây được, đây được. Đấy, mình để ngay dưới này cũng được. Đây. Cái add new tab này tức là mình thêm một cái tab mới bằng cách động, không phải là kiểu từ giao diện mình thiết kế các em dùng kiểu này nữa, không phải dùng cái dạng kiểu click vào đây để xong add tab. Nó gọi đây kiểu này gọi từ design các bạn, em tiểu tinh. Bây giờ muốn click vào nút nó xin được tab mới đâu. Thì các em dùng dòng code thế này. Trong code này thì Khang truyền vào hai tham số, một cái là tab name và một cái là cái user control. Cái tab name là cái biểu thị cho cái phần bên này, như đây là giới thiệu này, tên của nó tên của giới thiệu này và tên của nó extra tab giới thiệu này. Đây tab tab introduce đấy. Cái dòng dưới này là cái dòng mình kiểm tra, tức là khi người ta giả sử bên này mình có giao diện là bài Pikachu 1 hoặc Pikachu 2 đó, em muốn click đây add cho một tab Pikachu 1, click đây Pikachu 2 đúng không? Nhưng giả sử người ta click Pikachu 1 một lần rồi, người ta lại click lần nữa thì các em phải không cho người ta click nhiều tab nó trùng nhau ấy, các em phải bắt một cái nó trùng nhau bằng cái dòng này. Đây, nếu mà cái tab lên từng cái tab tên một trong cái cả cái tab control nhé, xong so sánh với cái tab mới, đây so sánh này, nếu nó bằng nhau thì các em không thêm vào nữa mà sẽ chọn luôn cái người ta vừa kích bằng cách gắn sẽ từ tab tên này bằng cái tab tên người ta thêm vào. Đấy, còn cái đoạn dưới này là mình thêm cái tab vào cái tab control đấy. Đấy, tạm thời các em muốn dùng như thế, sau thời gian các em phải tự biết được như thế nào. Đầu tiên là cứ dùng cho quen trước. Cái đấy muốn nó sinh ra nó dựa vào cái code đây, dựa vào cái code mà lúc em sinh ra bên trong này, cái code design này. Đây cái tab introduce nhá. Đây lúc sinh ra dựa vào cái đấy. Đây các em mở file design ra, muốn tò mò xem code mở file designer.js này, Ctrl F để tìm kiếm, paste cái phần tìm vào, paste vào, mở rộng này. Phạm vi của mình là trong cái tài liệu tại là current document, ok chưa? Sau đó các em muốn tìm thì cần file next thôi, nhấn nút này. Đây chỗ này đầu tiên nó khởi tạo new này, tìm tiếp này, chỗ này super content chạy đó, chỗ dưới này, đây chỗ này gắn luôn cái chỗ tag content là cái extra tag control đấy, chấm set database tức là cái trang được lựa chọn của mình bằng cái tab ở introduce này, nhấn tiếp này. Cái chỗ này em để cái dòng đó là cái tab content này, chấm tab tên này, chấm cái f tức là mình thêm vào len, trong tiếng Anh thì ta có nghĩa là một phạm vi trong một khoảng, cái f không chỉ f là một cái, còn cái f len là f là nhiều cái một lúc, và thường là f cả một mảng. Cái này là ký hiệu ngoặc vuông của mảng này, cái chỗ new được khởi tạo này, thế còn cái ngoặc nhọn đây này, em nhọn em nhìn ý từ bên trên xuống, thế là ký hiệu của mảng vừa khai báo vừa khởi tạo luôn, giá trị sẽ để trong ngoặc nhọn, như cái hôm mảng em đã nói qua cái này đấy. Rồi tìm tiếp ở đâu nhá. Đây cái chỗ này là khởi tạo cho tab introduce này, nó có thuộc tính này, nó thêm mình thêm picture box, trong này sẽ ghi là control này chấm f picture box đấy,
Thế nên cái cách mình học tốt người ta thi nào mình bắt chước người ta theo được. Cái chỗ dưới là tên của nó này, cái chỗ mà thầy nên đang đạt này, đang đi đúng không? Cái chỗ mà tag giới thiệu cái gì dưới này, chấm tag giới thiệu này. Còn đây là kích thước của nó bằng này. Cái chỗ này là cái sâu của nó button bằng full, tức là bởi vì là mình lúc trước em bảo anh khóa lại đi, không cho người ta xem nữa. Của full, ok chưa? Tiếp theo này. Đây chỗ này chỉ là super layout thôi, thế là hết. Đấy chính là cái cách mà mình viết được cái code mình ép vào như này. Đấy. Khi mà có được cái đấy rồi, bây giờ các em chỉ cần gọi phương thức thôi là được. Đặt cái khác đi nhá. Cần đâu này. Hiển thị giao diện này, đi phía ra. Bây giờ giới thiệu này, các em kích nút vào này. UC giới thiệu đúng không? Đấy, UC giới thiệu là tên hả? Nó view này, nó chọn sẵn. Em thì ra có phải phương thức này. Bây giờ giới thiệu này, đây sẽ tiếng Việt được. UC và tên. Đấy, chỉ cần thế này, em áp lên khác xong. Em làm. Đây. Hai cái này khác nhau nhé. Đấy, gì này. Đấy, bây giờ mình kích tiếp thì nó không liên tiếp vào. Bởi vì có cái dòng khóa code này rồi. Mình kiểm tra này. Đây. Cái đoạn kiểm tra không cho người ta kích liên tục, một cái app liên tục vào. Đây, nếu so sánh bằng nhau, em chọn luôn cái tab của nó. Đấy, chỉ cần dòng này thôi. Đây, nó luôn một tẹo thôi. Thế giờ cái control mà nó cứ thò ra thò vào như cái này này, đó gọi là đắp control. Bây giờ các em muốn tạo một cái này, tạo một cái, em tạo UC mới nhá. Em tìm item user này, chọn của dev này. Ví dụ đây là UC doc này. Rồi. Đấy. Cái nó rộng là tí nó dễ nhìn. Đây, cái mình có thể làm cái dạng như toolbox này, điều khiển được thu nhỏ vào. Trong dev nó có sẵn một cái rồi, các em chọn một cái mục navigation NAL này. Sau đó này, các em chọn vào cái control ở Dock Manager, kéo nó ra. Rồi. Kéo xong này, các em nhìn nó ẩn bên dưới này. Click vào đây, có Smart Data này. Tam giác hiện trên này. Các em chọn vào cái F-Panel. Đây, là dưới chọn hai cái nhá. Đấy. Bây giờ cái nó hai cái nó liền nhau, là các em muốn cái bên trái và cái bên phải chẳng hạn. Click vào một cái này, cho sang bên phải. Nó có cái thuộc tính là Dock để mình chỉnh vị trí cho nó đây. Nó là bên trái, các em chuyển sang vị trí khác này. Bên phải được này. Hoặc muốn chọn bên dưới này, các em chọn vào button. Đấy, tùy. Thường thường cho trái phải đâu, sẽ ít khi người ta cho trên dưới đó. Thấy không? Cho ra này. Ok chưa? Đấy. Và với cái đăng, các em thao tác bình thường như các con khác. Mình vẫn nhớ được cái group box này, em phải cho cái nút vào bên trong được. Giờ mình nhét cái cho text box vào được này. Điểm hết này. Đây. Điểm quá khó nhìn. Đấy, sẽ bao các từng em nhất là bình thường, tốt, không vấn đề gì khác cả. Thấy được. Đấy. Giả sử cái này bôi đen thì mất sang bên kia này. Bên tóc hai này. Con sơn khác bình thường. Đấy. Thậm chí ở giữa lúc này có con sơn em cho bình thường này. Thấy không? Ở comment anh gọi một cái đọc ra nhé. Từ cái Pikachu. Pikachu này. UC là đọc con sơn này đúng không? UC đọc này. Như vậy. Đấy, em đi tao này. Đồ đọc này. Đọc quá. Đấy, UC đọc. Ok chưa? Bây giờ xem này. À, cái chỗ mà skin còn cái phần mà đọc key file. Lúc đấy em chỉ cần thao tác với file thôi. Mình nữa là định chọn cái tiếng gì gửi về cho bọn em xem. Rất là dễ không? Cái này Pikachu rồi. Đấy, cái đọc chưa? Đây. Thu nhỏ vào đây. Đấy. Thu nhỏ vào. Thấy không? Anh nhỏ bình thường. Thao tác bình thường thôi. Đấy, cái này rất là dễ dùng. Trường hợp em muốn làm giao diện nó nhỏ nhỏ, nó gọn lên. Người ta thu vào nhìn cái này. Đây. Đấy. Và bên trong giữa thì rộng ra, kéo nó vào. Ở cái đốt thứ 3 nó có một con trôn thế này. Không có đắp ra đâu. Anh tùy thủ. Rồi. Và cái